từ nguồn đóng góp của những cá nhân, đơn vị hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi đã kết hợp cùng các nhà tài trợ tổ chức trao hơn 300 suất quà Tết yêu thương tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi, Vietcombank Quảng Ngãi và công ty Mười Quý đã trao 20 suất quà Tết yêu thương tại xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, gồm 350.000 đồng tiền mặt, 5kg gạo sữa và 1 lít nước mắm Mười Quý, sản phẩm ô cốp 3 sao. Nghĩa cử nhân ái của những cá nhân, đơn vị hảo tâm đồng hành cùng chương trình Tết yêu thương đã mang lại hương vị Tết ấm áp cho những gia đình khó khăn. Dịp này, Phòng Giao dịch Tịnh Khê chi nhánh Vietcombank Quảng Ngãi cũng đã trao 5 suất quà Tết trị giá mỗi suất quà 1 triệu đồng cho 5 hộ gia đình nghèo ở xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi.